Cựu tuyển thủ U23 Việt Nam lên tiếng trước thông tin bị công an truy tìm do cướp giật. Trước thông tin bị công an thành phố Nha Trang phát lệnh truy nã về hành vi cướp giật, cựu tuyển thủ U23 Việt Nam Từ Hữu Phước đã lên tiếng phủ nhận. Theo đó, Từ Hữu Phước là cái tên bị công an thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có quyết định truy tìm về hành vi cướp giật. Ngoài việc đăng tải thông tin truy tìm Từ Hữu Phước, thông báo này còn mô tả rõ hành vi của Hữu Phước trong vụ cướp giật đối với một du khách nước ngoài tại Nha Trang vào ngày 14 tháng 1 năm 2018. Thông báo này còn cho rằng Hữu Phước đã rời khỏi địa phương sau khi gây ra sự việc trên. Tuy nhiên, trao đổi với Lao Động, cựu trung vệ U23 Việt Nam phủ nhận hoàn toàn thông tin trên và cho rằng đây là thông tin sai sự thật. Sáng nay tôi đã lên cơ quan công an địa phương để làm rõ về vấn đề này. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng. Khi chưa có ai nhận trách nhiệm đăng thông tin, tôi bị công an truy tìm lên mạng xã hội. Sự việc đã đi quá xa khi một số tờ báo đưa thông tin khiến cho uy tín và danh dự của tôi ảnh hưởng rất nhiều, Từ Hữu Phước khẳng định. Cựu trung vệ U23 tiếp lời, họ nói tôi đã di chuyển khỏi địa phương, vậy sao tôi có thể lên cơ quan công an địa phương làm việc được? Khi tôi đến làm việc, cán bộ bảo rằng người có trách nhiệm đang đi công tác nên tôi chưa được nhận câu trả lời thỏa đáng. Tôi chỉ muốn làm rõ việc ai đã cố tình đăng thông tin này lên mạng xã hội, khiến cho cuộc sống của tôi bị đảo lộn. Tôi khẳng định những thông tin đó hoàn toàn sai sự thật. Việc đăng thông tin trên nhắm vào bản thân tôi là vì mục đích xấu, Từ Hữu Phước nhấn mạnh. Phước là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Khánh Hòa, từng được gọi tập trung U23 Việt Nam và tham dự ASEAN 2010 dưới thời huấn luyện viên Calisto. Trung vệ này từng khoác áo Hải Phòng và Quảng Nam trước khi kết thúc sự nghiệp với khá nhiều điều tiếng về phong cách sinh hoạt.